Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là sản phẩm máy rửa xe Hyundai sử dụng động cơ xăng 5.5 HP. Hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Bộ xịt rửa sử dụng động cơ Honda 4 thì GX 160 cho công suất 5.5 HP, dung tích xi lanh là 163cc với tốc độ vòng quay 3600 vòng một phút. Dung tích bình nhiên liệu của động cơ là 3.1 lít, bình nhớt là 0.58 lít, hệ thống đánh lửa bằng IC bán dẫn, khởi động bằng chiều dần, động cơ kết nối với đầu xịt bằng hệ thống buly Hyundai, máy sử dụng đầu xịt HS50 cho công suất 2 HP, tốc độ vòng quay của đầu xịt từ 800 đến 1.200 vòng trên 1 phút, áp lực phun từ 10 đến 40 kg trên cm vuông, dung tích bình nhớt từ 1.2 đến 1.3, lưu lượng của đầu xịt từ 30 đến 40 lít trên 1 phút. Bộ xịt rửa này có nhiều ứng dụng trong thực tế như là xịt rửa trang trại, nhà xưởng, xịt rửa xe, máy, ô tô, dùng để phun thuốc trừ sâu, diệt côn trùng. Bộ xịt rửa này sử dụng động cơ xăng nên có thể hoạt động ở những nơi không có điện, máy có trọng lượng nhẹ nên dễ dàng di chuyển đến nơi sử dụng khác nhau. Đồng thời máy tiết kiệm được nhiên liệu nên được nhiều người lựa chọn hơn. Còn đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.